Cú xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đến tiếp một con ạc khác cũng ép cấp ở server đặc biệt. Đó chính là server 550 gào lên 5 nha các bạn. Thì kỳ này là Cú sẽ quay con ạc level 3X các bạn. Chỉ có lực chiến thì 60k thì phải. Để Cú vào xem. Thì đây là một con ạc level 35 các bạn. Nó có lực chiến là 60.000 và đang hiện tại là top 47. Thì đang sử dụng là Super Karaoke Gold. Còn 21 ngày thì hôm nay là Cú sẽ show cho các bạn xem con ạc này đầu tiên, và sau đó là sẽ bắt đầu vào sảnh cho các bạn xem nhé. Tại vì dạo gần đây thì đa số là Cú bán ạc ép rất là chạy, không đủ bán luôn các bạn. Về ạc nào thì đều có khách lấy cả. Thậm chí là còn khá nhiều người là dẫn Cú tìm nhưng mà vẫn chưa tìm được những con ạc liên kết Zalo kèm với tầm giá là phải hợp lý, cho nên nó hơi lâu một tí xíu nha. Còn ạc 70 thì cũng bị cháy luôn. Hiện tại thì chỉ còn một hai con level 70 tầm giá trên 1 triệu một xíu nữa. Thì ở đây là 2 Venus 5, 2 Hạnh Phúc cộng 5. Thì do là ạc Thuận XO đã bán cho nên Cú không còn những con ạc top liên để làm cho mọi người xem. Những con ạc 70 thì nó khá là yếu cho nên cũng khá là bình thường, cho nên Cú không có làm mọi người xem, chỉ làm những cái con ép cấp cho các bạn tham khảo thôi. Thì cũng mong là mọi người ủng hộ mình nhé. Thì tiếp tục đây là không có vũ khí nào vĩnh viễn hết các bạn, có cả super pháo, super lựu luôn. Nhưng mà chưa gia hạn vĩnh viễn. Về cái karaoke này thì gia hạn y như là cây super bình thường nhé các bạn, vẫn là 15 cao su khóa, 15 cao su khóa hoặc 15 cao su thường thôi. Thì về phần chỉ số thì cũng bình thường. Ngọc thì ngọc 3 viên cam, 1 viên 2 viên xanh. Về phần bét thì là bét chưa 5 sao luôn các bạn. Thì đây chỉ mới level 48 và được 132 mảnh thôi. Về phần đá khảm thì 10, 11, 10, đa số là 11 thì được 4 viên 11 thôi các bạn, và 1 viên 9 và còn lại là full 10. Cũng sắp đủ lên cái viên 10 nha các bạn, thiếu một viên đá 7 nữa thôi. Thần khí thì 3.1 thôi các bạn. Vật tổ là 11, 11, 11 luôn. Thì do ngày hôm qua Cú vay cái video ạc kia thì chỉnh âm, ghép âm nhạc vào, ghép nhạc vào nhưng mà quên bắt nhỏ lại, cho nên là hôm qua cái video hôm qua hầu như là các bạn xem thì chỉ nghe tiếng nhạc thôi chứ không có nghe được cái tiếng của Cú nói nữa. Chắc tại là hôm qua khoảng 12 giờ tối thì Cú mới chỉnh cho nên là hơi ẩu một tí xíu nha các bạn. Bây giờ thì đã show xong, bây giờ là chúng ta sẽ đột nhập vào sảnh đó. Thôi xong rồi các bạn, bạn ấy vẫn chưa ao trận xong nữa. Đợi Cú một chút xíu, phải hỏi ý kiến mới được. Thì Cú vừa mới nhắn tin cho bạn ấy để hỏi là có được đi sảnh hay không. Tại vì thường thường ép cấp thì mình phải hỏi ý kiến của các bạn ấy để tránh tình trạng là chúng ta tự quyết đó các bạn. Thì không nên. Còn về những con ạc top mà level 70 á, vì sao mà Cú không làm cho các bạn xem? Bởi vì những con ạc đó Cú vẫn mượn được và vẫn làm video được. Nhưng mà Cú cảm thấy nếu như các bạn mượn ạc của người khác á, mà những con ạc quá to, những con ạc top mà của những anh thì chỉ quen và nói chuyện sơ sơ hay là quen thân, không có được thân như là anh Thuận. Cho nên khi mà các bạn mượn ạc á, thì cũng ngại lắm các bạn. Mượn thì được nhưng mà nói chung là cũng hơi ngại. Với lại về sau con ạc có gì thì cũng khá là phiền, cho nên là tốt nhất là làm xương xương những cái con bình thường cho các bạn xem thôi nha. Thì cái kênh của Cú là chủ yếu làm để vui thôi và làm cho các bạn xem, và ngoài đó thì cũng hỗ trợ cho Cú mua bán. Và nếu như kiếm được thu nhập từ YouTube thì cũng không có nhiều đâu, một ngày thì không tới một đô nữa các bạn. Chủ yếu là làm để lưu lại những cái kỷ niệm mà đáng nhớ tuổi trẻ thôi. Con này đi sảnh thì cũng đủ phê rồi. Cũng không phải là VIP nhưng mà nói chung ở lượt chiến này thì các bạn đi sảnh hơi khỏe. Bây giờ là Cú sẽ full dam bạn ấy luôn. Cái cây vũ khí Super Karaoke này nhìn khá là chắc luôn thế các bạn. Rất là đẹp.
Cái này mà nếu mà Cú còn đam mê cái đợt mà Noel đó các bạn, là Cú đã làm một con level 10 có super karaoke rồi, nhưng mà tại vì đam mê của mình đã hết rồi cho nên là Cú không có chơi game nữa, cũng không có cài cuốc nữa các bạn. Chủ yếu tập trung vào mua bán và nạp móc hỗ trợ các anh em chơi game. Ngoài ra thì mình cũng kiếm thêm thu nhập từ những việc đó chứ không có chơi game. Tại vì nếu như các bạn chơi là bắt buộc các bạn phải đầu tư. Không đầu tư thì những con ạc của các bạn nhìn nó không có được đẹp, khá là yếu. Thì Cú đã nghỉ khoảng nửa năm rồi, Cú giao dịch được 9 tháng mà nghỉ đã. Lúc mới vào làm giao dịch thì còn chơi, nhưng mà chơi khoảng 3 tháng thì Cú nghỉ, thì đến nay là được nghỉ được nửa năm rồi các bạn. Thì vẫn cứ vô những con ạc bé hay là những con ạc có sấm sét để đi quần đùi chung với anh Thuận hay là các ông anh thôi. Còn mà những con ạc mà riêng cho bản thân mình cài ngày cài đêm như ngày xưa thì không có. Chỉ là làm những cái ạc mượn như thế này nào các bạn, video cho mọi người xem thôi. Tinh ao hay gì á mà. Bây giờ thì Cú sẽ bao luôn. Full dam và bao, không biết có đủ sát thương để bạn ấy chết hay không nữa. Rất là đẹp luôn các bạn. Thì chỉ 3 tia đầu tiên thôi thì bạn ấy đã chết rồi. Bị cảm gì mà từ khi mà gần tới Tết cho đến bữa nay luôn các bạn. Nó hết rồi xong rồi nó lại bị tiếp. Bây giờ thì gặp một bạn sử dụng sấm sét. Ở đây thì Cú chưa có mang băng luôn các bạn. Wow, hạt nhân. Bạn ấy đã bị mất bia rồi. Thì do là Cú dừng lại một lúc cho nên khi bắt đầu thì nó đã vô trận rồi các bạn. Thì các bạn xem tiếp nhé. Tại khi nãy thì có công việc cho nên phải tạm dừng. Bây giờ thì Cú sẽ full dam bạn mắt biết này. Thì bạn ấy bắn trước Cú luôn. Chắc là do cầm super phi tiêu cho nên thể lực khá là cao. Thì sau pha full dam của Cú thì hầu như bạn ấy chỉ còn được khoảng 1/5 máu thôi các bạn. Thì đây là tôn thần báo, thì bạn ấy đã dùng cộng 2 và 50% sát thương kèm với bao luôn. Wow, cũng rất là đau nha các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ bao luôn, không biết là có chuẩn xác hay không đây. Rất là đẹp luôn. Cái vũ khí này đó các bạn đi quần đùi cũng khá là ok ấy. Nó bao cũng không thua gì vỏ đồ đâu. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn level 28 rồi. Một tia full dam rít thì bạn ấy đã chết luôn. Thì Cú cũng nói luôn với các bạn, đó chính là Cú là giao dịch viên ở cộng đồng Gunny Mobi nhé các bạn. Ở cái nhóm cộng đồng Gunny Mobi hơn 400.000 người ở trong nhóm. Thì do là Cú làm trong đó và sau đó thì mới bắt đầu mở cái kênh này ra và để đăng những cái video vui cho mọi người. Nhưng mà rất may mắn là được mọi người ủng hộ khá là nhiều.
Cho nên là bắt đầu cũng sẽ ra mỗi ngày một cái video. Chứ thật ra thì nếu nói không làm YouTube thì cũng không phải. Nhưng mà cái kiểu như là theo như Cú á, là Cú chỉ làm để vui thôi các bạn, và hỗ trợ của mình mua bán thôi. Cho nên nếu bạn nào mua bán thì các bạn phải tìm hiểu kỹ. Nhất là muốn check uy tín Cú thì các bạn nên vào nhóm cộng đồng Gunny Mobi 400 tay thành viên. Thì hiện tại cái nhóm này á, nếu như cái nhóm làm như bị lỗi á, cho nên cho dù Cú có gắn link thì các bạn cũng không có nhìn thấy được cái nhóm á. Thì nếu bạn nào có ở trỏng rồi thì sẽ biết. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết Cú thì các bạn có thể lên game Gunny Mobi mà server các bạn hiện đang chơi. Các bạn có thể hỏi một người nào, hỏi lo lên nhóm là hỏi giao dịch viên Khương Phạm có uy tín hay không. Và sau đó thì các bạn sẽ gọi trực tiếp vào số điện thoại của mình. Và đặc biệt là các bạn phải call video hoặc là số điện thoại duy nhất của mình, đó chính là 0376 040 326 nha các bạn. Còn nếu như Facebook thì các bạn, người ta cho các bạn link Facebook thì các bạn nhất định phải call video giùm Cú. Tại vì hiện tại ở nhóm có rất là nhiều người giả mạo mình để đi lừa đảo. Thì các bạn hãy cẩn thận giùm nha, để tránh tình trạng là các bạn mới giao dịch lần đầu, không biết Facebook chính chủ của Cú và các bạn gặp phắc, không call video hay là không gọi số điện thoại duy nhất thì các bạn bị lừa lại. Bắt đầu các bạn quay sang là nhắn tin cho Cú và bắt đầu lớn tiếng ịnh ỏi, thì chuyện đó là mình sẽ không chịu trách nhiệm nhé. Tại vì số điện thoại hay là này kia thì mình đều để đầy đủ ở trên avatar ở Facebook. Đặc biệt là nếu như các bạn tìm từ kênh thì sẽ có sẵn ở phần mô tả là số điện thoại và Zalo. Thì yêu cầu các bạn là chủ động liên hệ với Cú, không bỏ lại bất kỳ thông tin nào của các bạn ở dưới comment những cái video của Cú nha, để tránh người khác là mạo nhận và liên hệ cho các bạn mua bán. Thì đây là mục tiêu full down. Cú sẽ quay lại tiếp tục và đi vài trận đấu và sau đó thì sẽ kết thúc video luôn nhé. Thì nếu bạn nào muốn nạp móc hay là mua thẻ game các loại thì các bạn cứ liên hệ với Cú qua số điện thoại và Zalo. Cũng như là các bạn muốn mua ạc game Gunny Mobi thì các bạn cứ liên hệ với mình. Thì nếu có sẵn thì các bạn sẽ mua, còn nếu không có thì các bạn đợi mình tìm được thì các bạn mua cũng được. Thì đặc biệt là Cú chỉ giao dịch qua ATM và Momo, không nhận các loại thẻ nha các bạn. Cho nên nếu bạn nào mà mua bằng thẻ thì các bạn không cần phải inbox mình đâu, tại mình chỉ bán nhận ATM và Momo thôi nhé. À, bây giờ là bị cái tên ảo rồi các bạn, chỉ nhấn được có cộng 2 và 50% sát thương thôi, nhưng mà cũng đủ giết bạn ấy rồi. Một ván thì lên đến 2300F, khá là thốn luôn các bạn. Thì hôm nay là đã mùng 5 Tết rồi, thì các bạn chỉ còn nghỉ được ngày hôm nay. Ngày mai thì đã có một số các anh em là đã đi làm rồi và chuẩn bị cho một cái năm mới, làm việc cho một cái năm mới á các bạn. Thì Cú chúc cho tất cả các bạn là nếu như mà học tập á, thì các bạn sẽ luôn học tập tốt. Và còn nếu như mà anh chị nào đang đi làm thì các bạn sẽ có một năm gặt hái đầy thành công nhé. Thì bây giờ là Cú sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Cú. Thì hẹn các bạn ở video vào ngày mai. Chúc Cú các bạn là một năm mới, công việc của năm mới sẽ luôn thuận lợi và luôn thành công trên những cái dự định của mình nha. Thì xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.